quá kỳ bí các bạn ơi! Đã tìm ra cuốn sách cổ 2.000 năm cất giấu tri thức văn minh nhân loại. Từ cuốn sách có cho tiền, bạn cũng không dám động vào, đến cuốn sách học sinh nào cũng muốn có. Bí ẩn sách kinh thánh và lời tiên tri sấm truyền, ai theo đạo không thể bỏ qua. Nếu như bạn là con người, mình khuyên bạn nên xem hết. Tại sao ư? Chúng ta cùng bắt đầu ngay với cuốn sách đòi hỏi bạn có tinh thần cực kỳ dũng cảm mới nên xem sau đây. Víu víu víu, đập vào mắt bạn không phải là nhanh trí đâu, mà là ba cuốn sách ối rồi ôi này đây. Cuốn sách nào có thật trên đời này? Thật là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Sách làm bằng da người là có thật các bạn nhé. Cuốn sách ấy có tên là Destiny de la Mer, số phận của linh hồn, của tác giả Esene Halsey, một quyển sách nói về linh hồn con người xứng đáng được bao phủ bằng da người. Tôi đã đóng bìa sách bằng da lưng của một phụ nữ. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Khi đọc tờ ghi chú này trong sách, nhanh trí cá là bất cứ ai cũng nổi gai ốc vì sách nhìn thật đơn điệu, nhưng bìa sách lại rùng rợn đến thế. Hiện nay, cuốn sách kinh dị này được trưng bày tại thư viện của Đại học Harvard. Ồ, học sinh Harvard thật là dũng cảm đấy chứ. Còn bạn có đủ can đảm để chạm vào cuốn sách này không? Nước sôi lửa bỏng đây! Hội học sinh giỏi hay học sinh chưa giỏi bơi vào đây nào! Quyển sách tiếp theo là quyển nào mà khiến hội học sinh nhiều người lắc đầu ngao ngán nhỉ? Ố là la, gợi ý thế rồi, bạn đoán ra chứ, sách bài tập đó. Ui là trời, mỗi khi mở sách bài tập ra là mình tự nhiên thấy những nhức cái đầu ghê. Mặc dù lớp 1 mình được học sinh xuất sắc lận, nào là bài tập làm văn, bài tập toán, bài tập chính tả, lớn hơn thì bài tập khoa học tự nhiên, bài tập lý hóa, bla bla. Đời học sinh có nhiều bài tập quá ha, ha ha ha. What the hell? Bạn thấy bài tập môn nào khó nhất? Hay thích bài tập môn nào nhất? Chắc là chỉ học sinh giỏi mới dám comment thôi. Trái ngược với sách bài tập là loại sách có thể cứu cánh hàng ngàn học sinh mà 20 năm qua học sinh nào cũng muốn có. Bạn có nhận ra đó là loại sách nào sau đây không? Ê xảy, nhắm mắt chọn bừa cũng đúng là sách giải bài tập đó. Ồ, đứng trước một bài tập khó thì sẽ không cần mong các cụ gánh còng lưng nữa phải không? Vì đã có sách giải bài tập gánh hộ rồi. Đây sẽ là một thứ vũ khí cứu cánh trong lúc nước sôi lửa bỏng mà gặp bài tập quá khoai hay là bài tập nâng cao. Hồi nhanh trí học lớp 7, lớp 8 á, mà đứa nào có sách giải bài tập thì cả tụi bu vào cứ như là ong hút mật ý. Cơ mà đây cũng chính là con dao hai lưỡi nhé. Có thể giúp chúng ta làm được bài tập nhanh chóng, nhưng nếu chúng ta lạm dụng vào nó khi chưa bắt tay vào làm mà cứ thế chép sách giải sẽ là cực kỳ hại đấy. Vì như vậy, vừa không hiểu bài, vừa thất hứa với bản thân và thầy cô. Điểm bài tập thì cao, mà điểm kiểm tra lại thấp. Lộ ra thì ê xì xấu mặt lắm. Đây là một thú vui mới của Nhanh Trí gửi đến các bạn chuyên mọt sách đây. Úp quá, nhiều sách quá. Trong 5 giây thôi, đố bạn đếm ra được bao nhiêu cuốn sách đang xuất hiện đấy. Yay! Có tổng cộng 9 cuốn sách thôi. Mình đỉnh quá. Cơ mà ai tìm ra có hơn nữa thì người đó đỉnh hơn nha. Đây là một cú quay xe cực kỳ gắt. Không đến từ vị trí của ai cả, mà từ cuốn sách tử thần này có một thông tin cho rằng không một ai sống sót sau khi đọc nó. Bạn có tin chuyện này có thật không? Không tin mà vẫn phải tin, bởi vì điều này có thật. Đó là cuốn sách huyền thoại và rùng rợn tên là Shadow from the World of Dead, được xuất bản năm 1874, gọi là sách nhưng lại chẳng có chữ nào cả, mà thay vào đó là các mẫu giấy dán tường đầy arsen hay còn gọi là thạch tín, một chất kịch độc với cơ thể con người. Sách này cảnh cáo về sự nguy hiểm của thạch tín, nhưng sau khi nổi tiếng theo thời gian, cuốn sách đã bị cho rằng dính lời nguyền, có khả năng cướp đi mạng sống của những ai dám đọc nó. Người ta tin rằng chỉ cần mở cuốn sách hoặc hít phải mùi từ các trang của nó thì sẽ bị bệnh nặng hoặc là hẹo luôn. Nhiều người tò mò về cuốn sách này nhưng lại chẳng có ai đủ can đảm để đọc nó cả.
Chỉ có những nhà sưu tầm gan to như lá bàng mới dám săn lùng nó thôi. Còn bạn, bạn có tò mò muốn đọc cuốn sách này một lần trong đời không? Trước đây, vốn mình nghĩ sách giáo khoa là chuẩn mực của toàn nhân loại, rằng nó mà sai thì không ai dám đúng. Cơ mà để ý kỹ mới thấy điều này các bạn ạ. Trong những cuốn sách này cũng có chỗ sai sai, nhiều sạn phết đấy. Và đây là thử thách để bạn tìm ra cái lỗi sạn đó. Các bạn có thấy cái mà Nhanh Trí đang thấy không? Con dê này sao lại có thân hình giống bò sữa vậy ta? Rồi là từ thùng rác này nữa. Rõ ràng là sai chính tả rồi. Phải là thùng rác mới đúng. Chưa dừng lại ở đó đâu. Ảo ma Canada hơn nữa chính là từ quả ngựa. Ủa? Alo? Gì mà kỳ vậy? Quả ngựa là quả gì? Là con ngựa chứ. Đấy, chẳng hiểu kiểu gì luôn. Cũng may mà sau đó, những lỗi sai này đã kịp thời được phát hiện và sửa lại rồi. Chứ để như thế này thì toang cả một thế hệ đấy. Bên cạnh đó là một bài toán nhuốm màu kinh dị sau đây lại khiến nhiều người ám ảnh, thậm chí là những hội phụ huynh còn lên tiếng. Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao, em bị mất đi 2 ngón, hỏi em còn mấy ngón? Ây da, không biết nên cười hay nên khóc đây. Với phép cộng đơn giản nhưng lại được minh họa bằng một màn nghịch dao mất tay. Ôi trời ơi, ghê rợn thật sự đấy. Dạy học sinh mà như thế này thì chắc là không ổn rồi. Đây là cuốn sách không biết có từ năm nào và do nhà xuất bản nào nữa, hay nó tồn tại ở đâu, nhưng đang lan truyền trên mạng rất là nhiều. Nếu như ở đây có bạn nào đã từng đọc được hay từng giải bài tập này thì không được làm theo nhé. Toang, toang đấy. Vậy tại sao lại xảy ra điều này? Liệu rằng quá trình làm ra một cuốn sách có điều gì bất ngờ không? Hãy theo Trần Nhanh Trí đột nhập nhà máy sản xuất sách để bóc trần sự thật này ngay nhé! Đã bao giờ bạn tự hỏi tác giả mất bao nhiêu lâu để viết ra một cuốn sách chưa? Ồ, câu trả lời là vài tháng, vài năm hoặc cả đời. Sau đó sách sẽ được gửi cho nhà xuất bản thẩm định và đánh giá. Nếu như những bài học đưa ra ok thì mới được in ấn, phát hành nhiều bản khắp cả nước. Ta-da! Đây là dây chuyền sản xuất sách đây. Từng chồng giấy trắng tinh, cao vút, phẳng phiu, xếp đều tăm tắp. Bên cạnh là những chiếc máy in, máy dập siêu to khổng lồ làm việc liên tục. Thật là đã mắt. Mỗi lần có thể in cả nghìn trang sách, sau đó được đóng gói kỹ càng rồi mới tới tay độc giả. Wow, thật là kỳ công phải không nào? Có lẽ chính vì sự chỉn chu, tỉ mỉ này và những giá trị kiến thức của từng trang sách mà người làm ra mang lại đã lay động tâm hồn bao nhiêu người, nên chúng ta mới vô cùng trân quý từng cuốn sách đến như vậy. Hôm nay không phải là thứ bảy, nhưng đây đích thực là một câu hỏi khó, câu hỏi số 7. Vũ trụ đã gửi xuống trái đất một cuốn sách vô cùng thú vị và ở đó ẩn chứa một bí mật quyền lực nhất mọi thời đại mà cả ngàn năm rồi con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó là sách Kinh Thánh. Vậy cuốn sách này có gì mà đặc biệt đến như vậy? Cuốn sách biết nói ư? Sách phát sáng? Sách biết tiên tri? Hay sách đó giam giữ quái vật? Một cuốn sách đến từ quá khứ, cách đây khoảng 1.600 năm trước, được 40 tác giả viết lại những lời được cho là Đức Chúa Trời soi sáng, nên nó ẩn chứa những lời tiên tri chuẩn đét, khiến ai cũng ngỡ ngàng các bạn ạ. Một cuốn sách mà dự đoán tương lai ư? Quá vi diệu, và sách Kinh Thánh này đã dự đoán điều gì? Theo như ghi chép, trong cuốn Kinh Khải Huyền có đề cập đến Chúa Trời quá giận dữ trước việc Pharaoh bắt người Do Thái làm nô lệ, nên đã giáng xuống 10 tai ương xuống Ai Cập cổ đại, khiến nền văn minh này diệt vong như thiên tai lũ lụt, mưa đá sấm sét, bầu trời tối sầm xì đêm ngày. Cứ ngỡ đó chỉ là lời không căn cứ, nền văn minh không hề có thật. Nhưng gần đây, các nhà khoa học thực sự đã tìm bằng chứng về nền văn minh này đã từng huy hoàng thế nào và nó đã bị diệt vong là có thật nhé. Và đặc biệt hơn cả, trong Matthew 24:68, Chúa có đưa ra lời tiên tri với nội dung là trong tương lai con người, trái đất này sẽ phải gánh chịu những cuộc chiến, những thiên tai, thảm họa, dịch bệnh kinh hoàng. Và quả thật là như vậy. Các cuộc chiến vài năm gần đây đã nổ ra như Ukraine, Nga, Palestine, cùng với đó là các thiên tai như lũ lụt ở Trung Quốc, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đại dịch virus corona cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên thế giới. Đặc biệt, 2023 này liên tiếp dị tượng lạ lùng đã diễn ra mà các video trước Nhanh Trí đã đề cập đến. Từ những dấu hiệu này, có thể thấy rằng lời tiên tri này đã được ứng nghiệm sau hàng nghìn năm.
Ôi, tại sao một cuốn sách cổ xưa như thế lại có thể đưa ra lời dự đoán cho hiện tại chuẩn đến như vậy? Đây có phải là một lời cảnh báo tới con người hãy biết sống có đạo đức hơn không? Và tiếp theo đây sẽ là những kỷ lục về sách mà bạn có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng chúng tồn tại đâu. Tèn tèn tèn, đã bao giờ bạn nhìn thấy cuốn sách nào bé tí bé teo như thế này chưa? Em nó có cái tên hẳn hòi đấy. Tiny Ted From Tulip Town đích thị là cuốn sách nhỏ nhất trên thế giới. Cuốn sách này bé bằng hạt đậu thôi. Vì thế nên muốn đọc được nội dung bên trong thì phải dùng đến kính lúp, kính hiển vi mới đọc được nha. Còn đối với những bạn cận thị thì chắc cuốn sách to cha bá This is Muhammad này sinh ra là dành cho bạn rồi. Đây là cuốn sách to nhất trên thế giới và đảm bảo là bạn không cần đeo kính vẫn nhìn rõ như ban ngày luôn. Bạn thích cuốn sách nào trong hai cuốn sách này? Ồ, lựa chọn của bạn là gì vậy? Còn nhanh trí bị cận 4 độ nên chọn sách to hơn để nhìn cho rõ nha. Soạn sách xong, bạn cần vở mới đủ bộ chứ. Nhưng học sinh cấp 2 bị cấm viết vở ô ly đấy. Bạn thấy nhanh trí phán thế có đúng không? Điều này là sai nha, lên cấp 2 muốn viết vở nào mà chẳng được. Tuy nhiên học sinh miền Bắc chỉ sử dụng vở ô ly lúc học tiểu học thôi. Chuyển sang cấp 2, các bạn ấy sẽ được dần chuyển sang vở kẻ ngang. Còn học sinh miền Nam thì hầu hết viết vở ô ly từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí đại học luôn. Thông tin này được chính một bạn miền Nam đang làm cùng nhanh trí tiết lộ đó. Ồ, lạ ghê nhỉ, nên nhanh trí nghĩ cấp 1 thì ở đâu cũng đòi hỏi phải viết vở ô ly để cho chữ chuẩn xác. Còn khi lớn hơn, các bạn thích và cảm thấy phù hợp vở nào cũng được thôi. Balasibua bùm chiu, chiếc bóng bay to chà bá bất thình lình xuất hiện kìa. Bạn muốn xem bên trong bóng bay này có gì không? Hãy ấn vào nút subscribe nhé. Yay, xin chúc mừng các bạn Khánh Phạm Gia, MTTQ Cao Thị Ngọc Lạc, Mạnh Hùng Trần, Dogger 19668, 8X Vlog 363 là những bạn may mắn nhất được lựa chọn ngẫu nhiên để xuất hiện trong video ngày hôm nay đấy. Còn rất rất nhiều những bạn khác nữa, anh Chí sẽ ngẫu nhiên lựa chọn các bạn trong video tiếp theo nhé.